Rồi, chào tất cả mọi thủ nha. Quay trở lại video ngày hôm nay. Bây giờ ngày 4 tháng 11 nha. Giờ hôm nay cho mình tổng cộng 2 mẫu cần. Có những lô rất đẹp nha. Hàng hôm nay là hàng rất là đẹp cho mình luôn. Thì em giới thiệu sơ lược có những dòng nhà đây, cần mini như này. Mini này, cần tay và cần rút nha. Câu lưu, câu ngâm cho mình cũng được. Những dòng này thì có 2 khúc, 3 khúc câu ngâm lan xê. Đây thì em có cho mình những dòng như thế này, giới thiệu sơ lược nha. Cần lục Kamakatsu 4m 27 như này, gamma. Còn nắp chụp đầy đủ cực kỳ đẹp nè. Một con cần Cosit cầu biển của Daiwa Phantom, cực kỳ ok như này. Em có một con 9m của dòng Apollo, nội địa Nhật nha, made in Japan. Con này cứng như này, tầm khoảng 6-7h, còn đẹp cho mình thế này. Và có cán vợt và những dòng như này, nem Cosit cầu biển, cầu bạo lực, đánh tra, chim đều ok hết. Một con Tenryu tầm khoảng 3,5m như này, cực kỳ ok luôn. Thì phí ship bên em là 30.000 một đơn tất cả sản phẩm nha. Cần lóng ngang lóng dài em ship 30.000 đồng giá hết. Thì nó có phí ship phát sinh thêm á, thì em sẽ hỗ trợ cho mình hết nha. Thì anh em chốt đơn liên hệ trực tiếp số điện thoại Zalo bên em là Duy0923534779. Còn mã số 1 thì em có cho mình con cần mini nha. Con này thì mini thích là bạn em bỏ cốc xe này, đi du lịch, đi du lịch đồ nha. Cần mini con này thì có dòng là Suzumi nha này. Con này có độ dài cần là 2m1, độ cứng là 30. Đây, nút 30, cần carbon mini Suzumi, hàng nội địa Nhật, tem vàng. Những cái dòng tem vàng nội địa cho mình nha. Nút cứng 30 thì cũng dạng cứng cho mình này. Con này thu gọn cho mình chỉ có 42cm thôi. Rất là gọn nhẹ như này. Gọn nhẹ cho mình. Có là độ cứng 30, ngọn của nắp đo cho mình là ngọn 1.7 ly. Đây, tình trạng rất đẹp nha. Và phôi cần rất ok này. Dàn khoen của nó là dàn khoen Fuji loại siêu đá xám cho mình ạ. Phôi còn rất đẹp nha. Đây, Suzumi 2 nút 30. Tay cầm cán mút bát vàng Fuji. Trọng lượng 125g, ngọn 1.7 ly, mã số 1, giá là 600. Mã số 2, ở đây em có cho mình một con cần mini như này. Con cần tay mini, cần này có dòng là Suzumi nha. Suzumi, con này hàng China xuất thị trường Nhật. Thì nó còn cho mình cái sổ sách này, đầy đủ luôn. Đây, thông số con này như sau. Cần tay lóng ngắn của dòng Suzumi, độ dài là 4m4, thu gọn như này, 55cm. Trọng lượng của nó là 120g, đi kèm là 10 lóng này, ngọn 0.8 ly, gốc là 23mm nha, carbon 9%. Con này thì thật là cứng tầm khoảng 3h, thật là anh em rồi giết, nó còn mới cứng luôn. Anh em lấy thêm sẽ gửi kèm cái hộp nha. Con này giá bên Nhật thì nó cho mình là 5.800 yên, thì nó rơi cho mình tầm khoảng vào 1 triệu như này, 1 triệu nha, còn mới cứng này. Tay cầm thực để làm nhám, hàng China xuất thị trường Nhật, Suzumi, có mã code đầy đủ này, 4m4 nha. Thì nó có kèm cho mình cái dây thẻo luôn, nó sẵn này thì anh lấy thêm sẽ gửi kèm. Và còn nắp chụp này, nắp chụp gỗ cho mình. Thì con này cũng tầm khoảng vào đây đủ 360 độ như này, 360 độ này chống xoắn này, ngọn đặt cho mình tầm khoảng 3h thôi. Chuyên dụng rô giết nha, dùng rất là nhỏ nhẹ, thế là mình bỏ cốc xe đi du lịch này. Đây, câu cá suối rồi nha. Có là 10 lóng ạ. Thông số nó ghi sẵn cho mình ngoài hộp rồi. Hầu như còn mới nha. Đây. Cần mới về thì có xước một số chỗ và cũ thôi, dính keo thì có lâu. Tình trạng thì còn ok hết, có nắp chụp và hộp đầy đủ cho mình. Còn hầu như là mới và cho mình hai cụ thẻo nha. Thẻ và phao này thì em sẽ gửi kèm cho mình luôn. Hàng về bên có sao thì em gửi kèm cho mình hết. Rồi con này thì có trọng lượng của nó thì em đọc cho mình hết rồi nha. Đây thông số của nó 120g. Con này có giá mà là mã số 2, giá con này là 550 như này, 550.000. Thì em sẽ gửi kèm hết nha. Các con hộp và nắp chụp đầy đủ cho mình luôn này. Mini rất đẹp như này. Có cái phao sẵn luôn. Phao và lưỡi đầy đủ hết ạ. Mã số 3 đem cái cho mình con cần ISO khoen nhỏ. Đây ISO khoen nhỏ cần carbon. Độ dài con này là 4m5, độ cứng 2 của dòng Will. Những dòng thì cũng là hàng China xuất thị trường Nhật cho mình. Khoen là khoen Fuji xứ xám. Tổng trọng thể cần như thế này, pad Fuji nha, gập F6. Đây. Sau này dính keo như này, chưa có lâu. Con này thì độ cứng 2, hạ tay cũng rơi cho mình tầm khoảng vào 3.5h, ngọn 1.4 ly. Đây, ngọn 1.4 ly đi kèm là có hai khoen chạy này. Ba khoen chạy nha. Đây có ba khoen chạy này. Phôi con này là phôi carbon nha, phôi carbon xoắn vân. Tình trạng con này còn đẹp nha. 4m5 cứng 2. Dòng thì sẽ để mình giá tốt thôi. Khoen pad Fuji hết, hàng liên doanh nha. Liên doanh có thị trường Nhật cho mình. Đây, tổng thể cần như thế này. 4m5 cứng 2. Trọng lượng là 200g, ngọn 1.4 ly, mã số 3, giá là 500.000. Rồi mã số 4 thì em có cho mình con cần lưu rút nha. Con cần lưu rút, cần này có hãng là Olympic. Đây cần lưu rút như này. Của hãng Olympic dòng Century, độ dài là con này là 3m nha, 3m, độ cứng là L. Con này hàng của mình là hàng Korea xuất thị trường Nhật, Mabiza.
tem vàng đầy đủ này. Độ dài là 3 m, độ cứng L, thông số tải mồi cho mình là từ 5 đến 25 g. Tải cá từ 6 nha đến 14 lp. Thì con này có like cho mình là like ba cái khoen trên nha, một cái đầu bu và hai cái khoen là khoen Fuji xứ xám, còn dưới là khoen Fuji xứ xám mà khoen đen cho mình. Ngọn con này em đo cho mình là ngọn 1.6 ly. Ngọn đi kèm một này. Có hai khoen chạy nha. Có định vị luôn, nhưng mà có định vị khoen này. Đây, định vị khoen, định vị lắm hết cho này. Có này dạng cũng tương đối là đời cao. Đây, định vị đầy đủ cho mình, còn đẹp nha. Đây có định vị lóng và định vị khoen hết cho mình á. Đây tình trạng rất là ok. Nó chỉ bị lại cho like cho mình hai khoen thôi nha. Từ bên Nhật về. Tay bàn đầy đủ, tay cầm thì bằng cán gỗ nha. Cán gỗ bần, còn nguyên cái siêu chưa bóc này. Bát Fuji Gold. Đây tổng thể gần như thế này. Thích hợp bản này câu lô nha, câu lô câu đơn vẫn được. Trọng lượng con này thì nhẹ thôi, chỉ có là 240g, ngọn 1.6 ly, mã số 4, giá là 600.000 nha. Olympic hàng Korea. Mã số 5 ở đây có cho mình con cần một khúc nha. Con thích bạn này mình câu zit câu biển này. Câu zit câu biển câu lô vẫn được nha. Con này cần một khúc máy đứng carbon, hàng Nhật bãi, tay cầm thì bằng cán mút. Bát vạn Fuji. Dàn khoen của nó là dàn khoen Fuji như này. Đây, dàn khoen con này là dàn khoen Fuji hết ạ. Dàn khoen cho mình là dàn khoen Fuji. Loại sứ đá xám này, ba chân. Có này ngọn của nó thì ngọn lớn, ngọn này đo cho mình là ngọn 2.8 ly. Con này độ dài cần là 1.8, độ cứng con này tính theo cần zip thì con này độ cứng nó rơi cho mình tầm khoảng vào 5 đến 80 á, nó cũng dạng cứng nha, tính cần lô thì cũng rơi cho mình tầm khoảng vào M nha, M cho mình này. Đây, nước sơn màu đỏ. Tất cả khoen con này là khoen Fuji nha, khoen Fuji loại sứ đá xám hết ạ. Tổng trọng thể cần như thế này, 1.8 cần một khúc. Thì tính theo ship em vẫn tính là 30.000 một đơn thôi. Trọng lượng là 290g, ngọn 2.8 ly, mã số 5, giá là 600.000 nha. Mã số 6, anh em có cho mình con cần của dòng Tenryu nha này. Con này thích anh em này. Con này chuyên dụng anh em câu zip, câu biển, câu lưu hay vẫn được nha. Đây. Con này thì cái làm cái ngọn nó dài cái gốc như này, nguyên bản nguyên zin cần như thế này. Cần này thì có dòng là dạng hai khúc của dòng Tenryu. Thông độ dài con này thì em đo cho mình là 3m48 nha này. 3m48, ở tầm khoảng gần 3m rưỡi á. Đây 116 nhân 3 lên. Thông số tải mồi con này là từ 3 đến 5 oz, 1 oz tầm khoảng vào gần 30g, thì nó tải mồi tầm khoảng từ 140 đến 150g ạ. Tải cá cho mình là từ 20 đến 30 lp, đây tầm khoảng vào 15 kg cá. Hàng nội địa Nhật Bản, có mã có tem vàng đầy đủ Tenryu. Con này thì độ cứng rất lớn như này, con này độ cứng tầm khoảng độ cứng hát, độ cứng hát cho mình. Ngọn này ngọn lớn này, ngọn này thì là ngọn 4.2 ly, hỗ trợ cái đầu bu full sheet này, chống xoắn này, phôi carbon xoắn vân. Đây khoen full sheet hết, tất cả đều là khoen full sheet nha. Con này thì còn mới cứng cho mình luôn. Đây hầu như không có xây xước gì, nhưng mà mình sẽ anh em có thể là câu lô, câu zip, câu biển, đánh ngầm, lăn xe, câu tra vẫn được nha. Cực kỳ cứng luôn, tại cá tầm mát tầm khoảng vào 15 kg. Bát Fuji vặn này, chữ vàng, tay cầm bằng cán mút. Đây tổng thể con này như thế này. Nội địa Nhật anh em, Japan, những dòng Tenryu thì anh biết rồi, nội địa hết, cực kỳ là ok luôn. Con này ngọn của nó là 4.2 ly, độ dài là 3m48, tầm khoảng vào 3m rưỡi, cứng tầm khoảng MH đến H cho mình luôn. Trọng lượng 420g, ngọn 4.2 ly, mã số 7, giá con này là 2.800.000 như này, 2.800.000 cho mình ạ. Rồi tiếp theo thì em có cho mình cái cán vật nè. Con này cán vật khổng này, thật là cái này mình tay to này. Con này độ dài của nó là 5m4 nha, cán vật 5m4, con này cực kỳ cứng luôn. Độ cứng ra tầm khoảng vào 60. Cán vật mà dạng 60 thì dạng là cứng cũng gần nhất rồi. Hàng Korea có tem lưỡi cho mình. Con này, đầu gen của những dòng Nhật thì anh em biết rồi. Gen con này là gen 12 nha. Đây, gen 12 con rất là đẹp. Dạng đến gold cho mình á. Con này phôi còn đẹp nè. Đây, phôi cái này phôi carbon xoắn vân. Có đóng sơ mi chống nổi nha. Đây, sơ mi chống nổi này. 5m4 cực kỳ cứng nha anh em. Thì anh em hỏi rất là nhiều cán vật. Thì cán vật hiện tại nó còn không đâu nhiều nha. Hàng có về có nhiều thì em sẽ báo cho mình rõ này. Đây cán vợt cực kỳ đẹp nha, đó sẽ bị chống nổ 5m4 của dòng Swell nha này, cực kỳ cứng luôn. Tay cầm có thể được quấn chỉ này, quấn chỉ từ gốc lên luôn. Cán vợt còn là phối rất là dày. Con này có mã là mã số 6, giá 550 nha này, 550.000, cực kỳ ok. Những dòng mình thì em hỏi các vợt rất là nhiều nha, tại vì rất là ít hàng về con vợt ạ. Rồi tiếp theo là mã số 8 thì em có cho mình con cần tay. Cần tay cần này của hãng là Apollo như này, Apollo dòng carbon rod. Nội địa Nhật, made in Japan, độ dài còn là 9m. Thì con này nó bị xước ở đây một xíu nha, dạng xước sơn thôi, không ảnh hưởng đến chất lượng phôi cần này. Em đã kiểm tra kỹ rồi thì tình trạng sẽ báo rõ cho mình ở đây. Phôi con này gốc ở ngoài á, phôi carbon xoắn hai da,
của dạng của NFT nha, Apollo nội địa Nhật này. Đây, tay cầm thì được làm bằng nhám. Con này thì đi kèm cho mình có một cái nắp chụp kèm nha, một cái nắp chụp kèm bằng gỗ zin luôn. Con này ngọn của nó là em đo cho mình là ngọn 1.4 ly. Độ cứng con này rơi cho mình tầm khoảng vào 6H nha. Đây, ngọn còn là ngọn đặc này, tầm khoảng 6H nha em. Thích hợp anh em mình đánh tra, đánh chép, săn hàng này. Có thể là mình chấm đen cũng được nha. Apollo thì anh em biết rồi, nội địa Nhật cho mình hết. Những cái dòng này không khác gì là Gamma hoặc là Tenryu cho mình. Đây, phôi rất đẹp nha. Rút ngoài thì nó bị xước một xíu thôi, còn các lóng của nó hầu như là còn mới. Đây, còn rất là mới nha. Có xước một số chỗ thì dạng như là xước lông mèo thôi ạ, chung là không ảnh hưởng đến chất lượng cần luôn. Đây, còn rất đẹp nha. Apollo nội địa Nhật Bản, made in Japan, 9m, độ ngọn là ngọn 1.4 ly, độ cứng rơi cho mình tầm khoảng vào 6H ạ. Đây, phôi carbon xoắn này, hai da, made in Japan. Nắp chụp xoáy vặn inox như này, đệm cao su. Đây, các lóng còn như thế này, cực kỳ đẹp nha, hầu như không có xây xước gì cho mình luôn. Đây, rất là mới nha. Thì con này thì nói chung là trọng lượng của nó cũng trường vừa thôi. Con này trọng lượng là 390g, ngọn 1.4 ly, mã số 8, giá con này là 2.600.000 như này, 2.600.000 ạ. 9m, thế là anh em mình săn hàng này, chấm đen nha, đánh chép này, săn hàng ok hết. Xước một xíu ở đây cho là ngoài sơn thôi, không ảnh hưởng ở trong phôi cho mình. Rồi tiếp theo có cái con cần cắm gốc, con này thì chuyên dụng cho anh em mình câu zip, câu lua, câu lua nha, dạng bạo lực cũng được này. Cần cắm gốc con này có dòng là Daiwa, Daiwa Francis Phantom. Độ dài con này là 2m4 như này, độ cứng là ML. Đây, Daiwa Phantom. Thông số tải mồi cho mình như sau. Độ dài 2m4, tải mồi từ 7 đến 40g, tải cá từ 8 đến 20 lp. Con này tải cá tốt nha. Hàng Taiwan xuất Nhật. Tem vàng đầy đủ này. Tay cầm có thể thay bằng cán mút nha. Cán mút và pad bằng Daiwa chính hãng cần luôn. Như thế này. Còn cái ngọn của nó thì là ngọn khoen full xích nè, còn mới cứng như này. Đây, khoen full xích nha. Còn rất là mới cho mình luôn ạ. Có độ cứng là ML, ML ngọn 2.2 ly, hỗ trợ đầu bu phu xích chống xoắn. ML mà con một cấm gốc này thì cũng tầm khoảng M đối với cần 2 khúc. Trong đó cũng dạng cứng cho mình nha, thích là mình đánh mà kiểu mà có cảm giác một xíu á. Đây, tình trạng con này như thế này. Rất đẹp anh em. 2m4 cứng ML của dòng Daiwa, khoen phu xích hết. Khoen đề ba con này là khoen Fuji 40 như này. Khoen Fuji 30, con này khoen 30 cho mình. Con này trọng lượng là 270g, ngọn 2.2 ly, mã số 9, giá là 2.200.000. 2.200 mình. Rồi mã số 10 thì em tới cho mình con siêu phẩm nha. Còn dòng nữa là cho mình này. Cần này thì đi kèm cho mình một cái nắp chụp và một cái bao vải kèm luôn, zin theo cần nha. Cần lộc của dòng Daiwa, nhầm Gamma như này. Em nhầm cần lộc của dòng Gamma Casio này, Gamma Casio. Độ dài là 4m, độ cứng là 27. Con này 27 nhưng nó cứng tầm khoảng vào tương đương CS tầm khoảng 30 với những dòng khác nha. Hàng nội địa Nhật Bản, tem vàng đầy đủ, Gamma Casio còn mới cứng. Pad là pad Fuji Stylus nha. Con này dạng như là pad titan cho mình luôn. Đẹp cực. Có một cái nắp chụp này. Đây, cái nắp chụp zin theo cần nha. Con này tất cả dàn khoen của cần đều là dàn khoen full xích có định vị này. Dòng Gamma đời cao có định vị lóng nha này. Định vị lóng là bị khoen hết. Ngọn thì ngọn lớn, con này ngọn của em đo cho mình là ngọn 3 ly. Đây, ngọn 3 ly Gamma Casio khoen xích. Có định vị này, định vị lóng như này. Định vị lóng, định vị khoen hết này. Đây là định vị khoen Gamma. Đây, cái này thì định vị lóng cho mình này. Đây, định vị lóng nha. Gamma thì anh em xài nhiều biết rồi, hàng cao cấp này thì không có cạch bờ xoắn hai da. Phôi thì còn đẹp này. Con này thì cũng nguyên bản nguyên zin nha, không heo không hụt miếng nào cho mình hết. Tình trạng thì có xước một số dạng như xước lông mèo thôi. Đây, nó hút vào nhiều ra nó bị xước thôi. Không ảnh hưởng gì. Tất cả dàn khoen full xích, không có dấu hiệu nước chân, còn mới trên 95%. Gamma Casio cần lộc 4m. Độ cứng 27, con này thì rơi cho mình tầm khoảng vào 30 đối với cần khác nha. Với những dòng cần khác cho mình. Ngọn 3 ly trọng lượng 380g, mã số 10, giá là 5.800.000 như này. 5.800.000. Gamma Casio. Mã số 11 thì em có cho mình con cần lộc, con thích là mình đánh lộc độ cần. Kiểu mình đánh chơi nha. Cần lộc của dòng Promane, những dòng Promane thì hàng xuất Nhật nha. Đây, Spatial Sub, độ dài là 4m2, độ cứng là 25. Nắp chụp xoáy bằng một inox, chỗ này dính keo như này, cái này thì lau sạch cho mình. Rồi con này pad là pad thường nha, pad gập pad thường. Dàn khoen này dàn khoen thường như mình luôn. Con này thì hỗ trợ cho mình cái đầu bu Fuji nha. Ngọn có đẹp đo cho mình là ngọn 2.7 ly. Đây, ngọn 2.7 ly, độ cứng 25. Thế là anh đánh gần bờ,
đánh lập gần bờ nha. Cầu ngâm, cầu đơn này, phôi con này được phôi carbon nha. Đây phôi carbon Promane, những dòng thì đa số là hàng China và hàng Korea xuất thị trường Nhật cho mình. Thì con này sẽ để mình giá rẻ thôi. Khoen bắt thường Bu Fuji. Đây tổng trọng thể coi như thế này. Khoen đẹp nha, không có nứt chân. Thích hợp mình đánh lục đồ cần gần bờ. 4x2 cứng 25. Con này trọng lượng của nó là 400g. Ngọn 2.7 ly, mã số 11, giá là 600 ngàn. Mã số 12, em có cho mình con cần 3 khúc. Cần dây trong 3 khúc của dòng Suzumi này. Đây Suzumi 3 khúc, dây trong. Con này có độ dài con này là 3m6, độ cứng là 80. Suzumi. Con này hàng của mình là hàng nội địa Nhật nha, tem vàng. Khoen con này là khoen xích nè. Đây, khoen con này là khoen xích cho mình nha. Ngọn của nó em đo cho mình là ngọn 3 ly. Ngọn 3 ly có đóng semi chống nổ. Những cái dòng thì anh em có thể là về lên khoen này, lên khoen nha. Mình cô lua, cô ngâm, cô đơn cũng được. Còn thích thì mình để vậy nha. Để vậy mình đánh là mình đánh đơn á thì trong vẫn ok. Tay cầm cán bút bát vạn Fuji. Suzumi chính hãng theo cân. Đây, tổng trọng thể cân như thế này. Khoen Fuji như này, hàng Korea, hàng nội địa Nhật cho mình nha. Có buộc dây bảo hiểm. 3m6 độ cứng 80, con này ngọn 3 ly, trọng lượng 430g, mã số 12, giá cần là 700 ngàn. Rồi mã số 13 thì em có cho mình một con cần 2 khúc nha, hai khúc của dòng Promane. Cần 2 khúc, cầu ngâm lan xe, cần carbon rod, độ dài 2m1, độ cứng 50. Đây độ cứng 50 nha. Khoen của nó là khoen Fuji, khoen Fuji như này. Hỗ trợ cái đầu bu Fuji chống xoắn này. Ngọn có đây là ngọn 2 ly. Đây ngọn cần là ngọn 2 ly. Phôi carbon. Cứng 50 thì cũng dạng vừa nha, cầu ngâm lan xe được, tay cầm cán mút này, bát là bát vạn Fuji DPS. Tổng trọng thể con này như thế này. Tình trạng thì có hơi cũ nha, tại em sẽ định mình giá rẻ thôi. 2m1, cứng 50 của dòng carbon Promane. Trọng lượng là 240g, mã số là mã số 13, ngọn 2 ly. Giá 500 ngàn ạ. Ship là 30 ngàn một đơn nha. Rồi tiếp theo em sẽ có cho mình con cần 3 khúc chuyên dụng công ngâm lan xe. Đây, con này hàng mới về nha. Thì em chưa có lau chùi thì anh em nhìn kỹ, tay thì dính bụi nhiều quá, hơi dơ xíu. Cần này 3 khúc của dòng Alpha Tech Core, độ dài con này là 3m3. Con này hàng nội địa Nhật cho mình nha, made in Japan. Đây em xem tổng trọng thể con này nha. Tất cả dàn khoen này là dàn khoen full set này. Thì nó bị dính dơ nha. Em chưa có lau nó dính bụi này. Thì anh em lấy thì em sẽ hỗ trợ lau cho mình và gửi từng nhà nha. Con này ngọn của đám đo cho mình là ngọn 3.4 ly. Độ cứng con này ra cho mình tầm khoảng từ 50 đến 80. Thế là anh em đánh ta đánh chim nha. Dàn khoen full set cho mình này. Đây nó dính bụi như này, hơi dơ xíu. Tay cầm con này thì bằng cán gỗ nha, cán gỗ bần bát vạn Fuji chữ vàng. Tổng trọng thể gần như thế này. Nội địa Nhật Bản, Japan. 3 khúc nha. 3 khúc của dòng Alpha Tech nội địa Nhật ạ. Khoen full set 3m3 cứng tầm khoảng 80. Ngọn 3.3 ly, trọng lượng 380g, mã số 14. Giá có đây là giá cho mình 1 triệu nha này. Giá cần là 1 triệu ạ. Mã số 15 thì phát mình con cần 2 khúc 2 ngọn. Con này chuyên dụng cho nên mình có thể là đánh ngâm này, câu bè, nước sâu nha. Cần 2 khúc 2 ngọn cần này có dòng Ryobi. Độ dài cần là 1m8, độ cứng 100. Độ cứng 100, hàng Korea xuất thị trường Nhật. Có tem vàng đầy đủ. Thì con này hai ngọn của nó em đo cho mình là một ngọn là 2.4 ly và một ngọn là 2.6 ly. Đầu bu Fuji. Đây Fuji rất là lớn nha. Dàn khoen con này là dàn khoen Fuji xứ xám này. Đây tay cầm cán bút nha. Khoen Fuji xứ xám. Cán con này là cán gỗ nha. Đây cán cho mình là cán gỗ nha. Thế là bên này mày câu bè này thì tay rất là cứng. Rồi con này thì một ngọn của nó là cứng tầm khoảng 100. Một ngọn cứng tầm khoảng 120. Hai cần thì không khác gì hai ngọn như mình rồi. Đây không khác gì hai ngọn như này. Ryobi. Những dòng thì cực kỳ ok nha. Cầu ngâm nước sâu 15-20m được này. Trọng lượng con này là 350g, mã số 15, hai ngọn, giá 850 nha. 850.000 cho mình ạ. Rồi tiếp theo, mã số cho mình là mã số 16, là một con cần 3 khúc. 3 khúc nha, cần những con hãng là Suzumi này. Suzumi có dòng Neway, độ dài là 3m, độ cứng 50. Đây có cái 50 như này. Thì con này tất cả dàn khoen của nó này, dàn khoen dưới này là khoen Fuji 3 chân. Loại xí đá xám, còn hỗ trợ cái đầu bu Fuji nè. Còn những khoen còn lại của nó là ngọn á, là khoen lá như này, khoen Fuji khoen lá. Đây con này thì dạng khoen lai từ bên Nhật về, zin có sao báo vậy cho mình nha. Tay cầm cán mút bát vạn Fuji chữ vàng. Đây tổng trọng thể cần như thế này. Có buộc dây bảo hiểm này, sau này nó đổi cho mình cái dây buộc bảo hiểm cho mình là vẫn ok nha, xài tốt hơn. Khoen Fuji xứ xám 3m cứng 50, tình trạng cần như thế này, cần rất đẹp nha. Đóng semi chống nổ. Đây phôi carbon xoắn vân nội địa Nhật Suzumi. Thì 50 cũng dạng vừa.
Ngọn của nó thì ngọn lớn 2.8 ly, trọng lượng 250g, mã số 16, giá là 700.000 ạ. 700.000 nha. Khoen Fuji nè, khoen lá và khoen xứ xám. Rồi mã số 17 thì em có cho mình con cần 2 khúc nha. Con cần 2 khúc carbon. Cần 2 khúc carbon, cần này của hãng là Suzumi, con này hàng Korea. Đây, made in Korea. Độ dài con này là 2m4 nha em. Trọng lượng con này thì tương đối nhẹ thôi, 290g. Ngọn 2 ly, độ cứng con này tầm khoảng vào 50. Khoen là khoen Fuji loại xứ đá xám hết này. Đây, khoen Fuji xứ xám nha em. 2m4 hàng Korea. Tay cầm bằng cán mút, bát là bát phẳng Fuji chữ vàng. Thế là bạn mình câu ngâm lan xe, đánh chép được hết này. Đây, tổng trọng thể con này thì có xây xước và hơi cũ cho mình. Tầm khoảng 90%. Đây, 90%. Ngọn 2 ly, trọng lượng 290g, mã số 17, giá con này 800.000 nha. Rồi mã số 18 thì em có cho mình con cần 2 khúc, chuyên dụng đánh ngâm lan xe. Đây, 2 khúc nha. Cần 2 khúc, cần này của hãng là Navigator. Con này có độ dài cần là 2m5. 2m5 như này, 2m5. Con này thì ngọn con nói em đo cho mình là ngọn 2 ly, hỗ trợ cái đầu bu Fuji chống xoắn. Còn tất cả dàn khoen là khoen Fuji xứ xám này. Con này dạng cần là ngọn đặc, ngọn tháp nha. Con này độ cứng tầm khoảng 50-80. Cũng dạng cứng cho mình rồi. Đánh ta đánh chim được này. Thì cần hàng mới về thì em ít về, em ít lâu nha. Chỉ có lâu nên hơi dơ tay xíu nha này, thông cảm ạ. Rồi tay cầm thì bằng cán mút nè, bát vàng Fuji chữ vàng F22. Tổng thể con này thì còn đẹp nha, Navigator thì nội địa Nhật hết rồi. Anh em cứ yên tâm nha, chỗ này làm nhám này. Anh em rút vào rút là dễ hơn. Đây rất là ok, 2m5, cứng tầm khoảng 50-80. Đây tổng thể cần như thế này. Trọng lượng của cần là 300g, ngọn 2 ly, mã số 18, giá là 850 như này. 850.000 ạ. Mã số 19, em có cho mình con cần 3 khúc, chuyên dụng cho anh em mình nè. Đánh chim, đánh ta, đánh bạo lực nè. Cần 3 khúc, cần này của dòng là Misa Enoch, độ dài là 3m6, độ cứng 80, hàng nội địa Nhật Bản, made in Japan. Có là độ cứng 80, dạng cứng cho mình nha. Ngọn thì ngọn lớn, ngọn 3.6 ly. Hỗ trợ cái đầu bu Fuji xích biển này, cực kỳ cứng luôn. Tất cả dàn khoen con này đều là dàn khoen Fuji 3 chân như này. Đây, khoen Fuji 3 chân như này. Đây, sức keo còn mới nha. Tình trạng của nó thì các lóng á, thì nó có xước sơn. Đây, có xước sơn nha. Nói chung là không ảnh hưởng đến phôi. Em bảo đảm cho mình nha. Hàng đấy thì anh em cứ nhận hàng, kiểm tra. Đúng như theo em mô tả cho mình. Đây, có xước sơn thôi. Xước sơn ở ngoài, không ảnh hưởng đến cần. Tất cả khoen là khoen Fuji 3m6 cứng 80, đánh lộc đầu cần, đánh ngầm lăn xe được này. Bát vàng Fuji. Con này thì có buộc dây bảo hiểm nha, có buộc dây bảo hiểm này. Nắp đít của nó thì sau này bằng cái đít chính hãng cần luôn. Misa nha anh em. Bằng điểm cao su này. Rồi tổng thể con này thì nó mới tầm khoảng vào 85%. Đây, tình trạng có xước nha, khoen xít hết cho mình ạ. Độ cứng cao. Có xước nha, xước sơn thôi. Con này phôi dày, trọng lượng là 530g, ngọn 3.6 ly, mã số 19, giá 800.000. 36 cứng 80. Rồi cuối cùng thì còn có những con cần 2 khúc, con này chuyên dụng cho anh em đánh ngâm lăn xe đánh chép nha. Cần 2 khúc của Ryobi, hàng Korea này, Korea. Độ dài cần là 2m7, độ cứng 30, độ cứng 30 thì dạng mềm nha. Có mã có tem vàng đầy đủ cứng 30. Tất cả dàn khoen là dàn khoen Fuji này, Fuji hỗ trợ cái đầu bu Fuji nha. Đấu semi chống nổ này. Tình trạng cần như thế này. Còn đẹp như này. Không có xây xước gì lắm. Tay cầm người cán mút bát vạn Fuji DPS cho mình luôn. Đây, tổng thể như thế này nha. 2 khúc Ryobi, 2m7 cứng 30. Con này thì trọng lượng của nó là 240g, ngọn 2.7 ly, mã số 20, giá là 700.000. 700.000 nha. Em nhầm nha, con này giá 800. 800 như này, em ghi nó bị mờ một xíu. Con này giá 800, mã số 20 giá 800, 2m7 cứng 30 của dòng Ryobi nha, hàng Korea. Rồi tổng thể ở đây có cho mình là 2 mẫu cần. Anh em ở mẫu nào cứ comment mã số nha, cộng số điện thoại. Ưu tiên anh em chốt đơn liền trực tiếp qua số điện thoại Zalo thì em hỗ trợ cho mình tốt hơn. Rồi, anh em cho mình được đăng ký bật thông báo nha. Hàng bên này về nhiều cập nhật liên tục những hàng mẫu mới, cần tay, cần máy đầy đủ nha. Gamma hay những dòng nội địa cho mình và máy. Thì anh em cứ cho được đăng ký bật thông báo để không bỏ lỡ những video tiếp theo bên em. Rồi chúc anh em có một ngày nha, vui vẻ đi câu thật nhiều cá, có nhiều sức khỏe này. Tạm biệt tất cả anh em ạ. Hẹn gặp video lần sau nha.